Chuẩn bị xuống his file của một căn video hiện developer sao cho thấy trên là không video này cứ chỉ video tutorial này video Vue JS PT lập bài. Ok trên là không video này đã cứ nhom là một hai nhóm hết đẹp tôn năng việc bật card Multi Vue Instance. Ok trên ca video muốn cứ nhom ban sát sát đẹp tôn năng loop mà loop việc bật card loop là không Vue JS. Ok chân lỡ của mọi card để dưới dân chập down tầm bởi việc bật card Multi Vue Instance đó nè. Chắc vì admin này khóc nè vì dân bật card Vue Instance thầm đá đi mà. Ok lấy dân chôn một khả năng app lập trẻ em á. Chắc này cứ chỉ example lại nhóm bàn và hành vì video mình. Ok lấy nhóm lộp cháu bạn. Chắc không mình thấy nhóm lộp cháu lại mà. Ok chắc là không đi index bỏ nhóm đi nhóm thua ca bật card lỡ thôi nhóm lục là này nhóm đôi chung một mấy thôi là tha view app one rồi mà. Ok bây giờ mới thua cao khó thay vì một đặt trong app đó trẻ chấn là đấy cứ view app one mà. Ok chấn đam mê và cả Multi Vue Instance mà việc khó thi thế chấn nhóm thua cao và cả nhận mới là lại đấy là thả vá view app one mà smart nắng nhú view mà. Ok đấy cứ view instant chương mùi mà bằng lại là mà đọc chương trình cho bạn mà đọc tiếp để thay chương cho bạn view instant một tí nhau hay bạc cạt một tí mở để lấy cho nhận đã thả vá view app thù nào hơi đặt mấy cái bàn đấy ra chật là hơi tế tạo mắt mà nắng nhú bình nhú mà. Ok chẳng ý ở chờ lấy xong thơ ca copy mà đấy chẳng như là thả bình nhú áp thùng. Ok chẳng đấy cứ nhau miền bình nhú instant bì mà chả khăn lỡ cứ app one khăn cái nó cứ app thùng chứ mà sân chia cho bạn tiếp ai thua ca copy mất đặt là khăn cỏ mà là những đặt 10 tiền mất cho nên app 3 cho app 3 mà. Ok chứ nó p là giờ bạn bật card Vue Instance mà chứng không app đó che nhóm bên Vue Instance 7. Ok lấy nhưng thua ca call hay vì một brand không index đó HTML chứng nhưng thua ca bật card đều 10 tiết ID smart nắng view app mà chứng nhóm tang ấy view instant pin mà chẳng lại như vậy là view app pin. Ok mà. Ok nhóm bậc cao buổi tiền máu là nó cứ 7 thấy chẳng là nó cứ bị bậc cao view instant mà Multi Vue Instance chẳng là sân dương chọn bàn và thay là bị bay đến thế ắt đặt khăn cao to tới mà và tay nhâm xong và cả tập bay để bà sơn sẽ đặt cho để ai tiếng wall mà. Ok chân lỡ thò nực lòng app nực lòng Vue Instance tí mùi nên thôi cả đặt để tà mối thò đặt há message one chụp pi mất em đặt tha đi xí view receive message from view app one cho mà đặt mấy các bạn đấy. Ok bây giờ mình thôi ca copy nhưng đặt mặt hàng còng tiết hay đặt lịch pi cho mọi chờ lòng cái này. Ok lịch 7. Ok lấy nhóm hai vì một ra không index đó để tìm mở cho nhân phương ca bật card x1 mũi chẳng nhận đặt thá message one. Ok phương ca copy mất thì thú history. Ok lấy nhóm từ phương cá rắn tạo về chạy nhóm Ok hết, kênh trên máy bạn. Cho nên khi mà block chẳng Vue Instance đó khi giờ meta dân Africa bạn đối kia. Atrapa ở dân tới càng kia tại Vue Alpha bán khi giờ Atrapa bạn đối kia chẳng bạn. Và tái cứ dân vì meta dân miền ở Vue Instance cha nó còn đang. Ok, chắc người ta lấy nhau miền button mùi được không này lấy mà block nhau miền button mùi là thá one bạn chẳng thay móc button. Ok và tập nên đã thả add click smart nắng mà chẳng như button và cả mình sau tích chắc là những đạo tế dần. Ok nhưng và cả buổi tiết thì thu cho ok buổi tiết mất app 3 ok chẳng nhầm cho một lòng app đó trẻ nhưng và cả mình sau mũi cho em là thá message cho mà trực vì móc function cho nên là tha return alert from app one. Ok nhưng tôi cả copy anh ấy cứ và cho máu nhập đạo lịch môi. Ok nhập đạo lịch môi máu hay lịch pi cho nhập đạo thả app pi mùi tiệt máu app ở bay. Ok cho nhập thuật khá khó là bị tập ra cho nhập bây tình nhóm click là lỡ và app 1 so message 1 đặt khẩu. Ok nên message 2 nên message 3. Ok thôi cả refresh chạy mở phải chạy mở chẳng hạn from app 1 from app 2 from app 3 khởi nhé bạn chẳng meta dương miền block xem nè bạn tại sao dương bất cát vì Vue Instance xem nè chẳng vì thơ cá xem nè bạn. Ok chẳng tệ tôn làm việc và cả Vue Instance mà Multi Vue Instance kia miền bản nắng chẳng là việc miền extra đấy bạn. Ok chẳng và sân gì nè họ hiểu bản chất không thể chủ trị lại để với phóng bạn cho subscribe đã ủng hộ đó là bài tụ bạn video mới đến thứ mấy và tạo tiền chẳng dân chẳng học con chụp ca tàn đáng chẳng dân là chụp nên là video tạo tiền bạn học con.